thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 119 ca dương tính mới, trong đó 42 ca ngoài cộng đồng, 71 ca tại khu cách ly, 6 ca tại khu phong tỏa. Các ca bệnh phân bố tại 16 trên 30 quận huyện. 119 ca bệnh được phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch cụ thể như sau. Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt 27 ca. Chùm ca bệnh liên quan ổ dịch Đồng Quang, Quốc Oai 22 ca. Chùm liên quan ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm 21 ca. Chùm liên quan kho hàng Shopee, khu công nghiệp Đài Tư 11 ca. Chùm sàng lọc ho sốt 9 ca. Chùm liên quan các tỉnh có dịch 9 ca. Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 6 ca. Chùm liên quan ổ dịch Phú La, Hà Đông 6 ca. Chùm liên quan ổ dịch đường Trần Duy Hưng 3 ca. Chùm liên quan ổ dịch Bạch Chữ, Tiến Thắng 3 ca. Chùm liên quan ổ dịch Yên Xá, Tân Triều 1 ca. Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị 1 ca. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 6.043 trường hợp dương tính.